Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn đến với dòng sản phẩm bút chì màu hiệu Macro. Ở đây mình sẽ sử dụng dòng Macro Graphics, màu sắc tươi và bắt mắt. Hiện tại thì mình đang sử dụng cái Macro Graphics, thì cái dòng sản phẩm này là mình đang sử dụng sản phẩm 50 màu như các bạn. Thì khi những cái bài vẽ của mình á có những cái thông số trên cái cây bút chì ấy các bạn, thì nếu mà trong quá trình các bạn xem thì các bạn sẽ dễ dàng mà lựa chọn những cây màu có thông số phù hợp với cái thông số trong bài, mình có thể vẽ lại và họa lại và mình sẽ lên màu, nó sẽ giống như cái trong tranh của mình đã hướng dẫn như các bạn. Macro là một thương hiệu bút chì hiện nay được các bạn trẻ ưa chuộng vì màu sắc tươi và bắt mắt. Về chất lượng thì Macro có ngòi bút có độ cứng tương đối, màu sắc của Macro tương đối sáng và đẹp hơn các màu thông thường khác. Màu sắc thực của các ngòi bút thì tương ứng với màu sắc trên cán sơn. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chồng lớp đối với bút chì màu nhé. Thì đối với bút chì mình sử dụng bút chì màu, thì khi mà các bạn muốn chồng lớp, các bạn nhớ là lúc bước đầu mình sẽ tô vừa phải thôi, vừa đủ nhạt thôi nha các bạn. Nhưng mà mình tô dày quá thì màu nó đã hoa phủ hết cái bức tranh của mình, thì lúc mà mình chồng lớp lên thì không còn có chỗ để mà nó kín hết, thì mình không có thể là mình chồng lớp lên thêm được như các bạn. Hiện tại thì bây giờ mình sẽ muốn nhấn nhá mà một chút màu cam lên màu đỏ, thì để cho ra màu cam đỏ thì mình sẽ tô một cái lớp màu cam nhạt, màu đỏ nhạt để mà mình chồng một lớp màu cam lên, thì lúc đó mình sẽ pha ra màu là màu cam đỏ như các bạn. Đối với Macro thì khả năng bao phủ tương đối ổn, khả năng chồng lớp ở mức độ trung bình và tốt hơn các màu chì khác trên thông thường trên thị trường. Chúng ta có thể chồng từ 3 tới 4 lớp mảng màu mịn, ít bệt và có ít vón cục nếu chúng ta chồng quá nhiều lớp. Điều này khiến khó vẽ chi tiết, khả năng phối màu và chồng lớp tương đối ổn. Màu có thể pha trộn với nhau. Ví dụ như chúng ta có thể pha trộn màu đỏ với màu cam để mình ra được sản phẩm là đỏ cam, và màu cam với màu vàng để ra sản phẩm là vàng cam. Hoặc là mình có thể chồng màu vàng với màu trắng để ra sản phẩm là màu vàng nhạt.
bước này mình sẽ trồng lên màu đỏ là màu cam và màu vàng. Thì ở giai đoạn này thì mình đã trồng được ba lớp màu nha các bạn. Thì ở trên đây là màu đỏ vàng, màu đỏ cam vàng và màu cam vàng. Khi mình di chuyển xuống dưới, mình cũng sẽ trồng thêm màu cam, màu vàng lên màu cam để được cam vàng. Và sau đó mình sẽ đánh mịn lại xuống phía dưới là màu vàng nhé các bạn. So với các thương hiệu khác thì giá thành của bút chì Micro thì ở tầm giá là rẻ nha các bạn. Vì vậy thì mình sẽ xếp vào phân khúc là học sinh và sinh viên. Micro là một sản phẩm tốt trong tầm giá, thì giá của Micro tương đối là rẻ, thì màu sắc của Micro thì cũng bị hạn chế so với những các thương hiệu khác. Nhưng mà mình cảm thấy là các bạn học sinh, thương viên, những người mà mới học không có chuyên nghiệp á, mới học vẽ hoặc mới sử dụng bút chì thì mình nên sử dụng Micro để mà giá thành nó phù hợp với cái khả năng mình học. Thì khi mà mình đã chuyên nghiệp rồi thì mình sẽ tìm mua những sản phẩm bút chì chuyên dành cho họa sĩ ha, mình chuyên nghiệp hơn. Thì mình nghĩ rằng các bạn nhỏ hoặc là các bạn mới học hoặc là không chuyên nghiệp thì mình nên sử dụng Micro. Vì Micro là thứ nhất là giá thành rẻ, thứ hai là về màu sắc của nó rất là tươi và đẹp. Nó chỉ có hạn chế về cái độ chồng lớp của các màu sắc thôi ha các bạn. Thì cái đó mình có thể linh động được, mình có thể pha linh động một cách linh động hơn. Thì cái đó không có thành vấn đề cho lắm. Về Micro thì được chia rành thành hai dòng. Dòng thứ nhất là Micro Ruffy và Micro Rhinoid. Thì nếu mà các bạn có mua thì mình khuyên là các bạn nên chọn mua Micro Rhinoid. Thì Rhinoid thì cái độ chồng lớp nó tốt hơn và cái màu sắc nó đẹp hơn, với lại nó cái màu chì nó sẽ mềm hơn. Thì các bạn khi bạn tả thì nó sẽ dễ hơn là Micro Ruffy nha. Ở đây mình đã đi được là 4 lớp màu rồi các bạn nhé. Thì bây giờ mà để chứng minh cho các bạn xem thì mình sẽ dùng màu nâu đỏ hoặc là màu đỏ đậm để mà mình đi cái phần trên này cho nó tối xuống để nó chuyển màu ha. Thì tuy nhiên là đi thì các bạn sẽ thấy là nó lên cái lớp thứ 5 thì rất là khó, nó sẽ bị vón cục, cho nên mình sẽ hạn chế đi cái 5 lớp nha các bạn. Bây giờ mình đã hoàn thành xong một cái bài phối màu để hướng dẫn các bạn, đã xong cái phối màu của cái từ màu đỏ chuyển qua màu cam đỏ, rồi vàng cam, rồi màu vàng nhạt, rồi màu vàng, rồi màu vàng nhạt. Thì hy vọng rằng các bạn qua cái clip này các bạn sẽ pha được những cái màu với nhau bằng bút chì nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn qua cái bài này, mình sẽ hướng dẫn một cái bài là về da của một nhân vật hoạt hình ha. Thì ở cái bài này mình sẽ tả từng phần, từng góc độ ánh sáng và tối của từng góc của da ha. Thì những góc khuất và những góc sáng được tiếp cận ánh sáng nhiều hoặc tiếp cận ánh sáng ít, thì các bạn thông qua bài này các bạn sẽ biết cách là mình sẽ trồng lớp như thế nào ha, trồng lớp của bút chì màu đó như thế nào. Thì ngoài ra các bạn nhỏ sẽ xem được là cô sẽ mình sẽ đi cái lớp chì màu đầu tiên thì nó nhạt, rồi ở những cái màu da ở khác nhau, ở các vùng tối sáng khác nhau thì mình sẽ đi ở màu sắc khác nhau như thế nào. Rồi, mời các bạn đón xem. Thank you.
Thường thì mình sẽ dùng màu tối để đi trước như các bạn. Sau đó mình sẽ chuyển qua màu sáng dần dần. Như vậy thì mình sẽ tả nó sẽ dễ dàng hơn. Mặc dù khả năng chồng lớp và blend của Rinoi tốt hơn Ruffy, nhưng để tả thật thì Rinoi vẫn còn khá là khó khăn. Đối với bút chì, màu Rinoi được chia ra làm 3 dòng là tả chân dung, hoa lá và phong cảnh, thì mình sẽ chọn mua những một cái dòng mà mình đang cần. Ví dụ như các bạn vẽ chân dung thì mình sẽ chọn chân dung, hoặc là mình vẽ phong cảnh thì mình sẽ chọn mua Rinoi về màu sắc về phong cảnh như các bạn. Giá của Rinoi thì khoảng 400 mấy cho một set màu là khoảng 36 màu. Với giá này thì mình nghĩ là Rinoi sẽ cao hơn Ruffy gấp đôi nhé các bạn. Thì nói chung, nhìn chung lại thì mình cảm nhận rằng là Macro thì là một cái sản phẩm bút chì dành cho các bạn nhỏ vừa, hoặc là các bạn mới vẽ, mới tập vẽ, hoặc là những người không chuyên nghiệp. Bởi vì đối với cái giá thành này thì mình cảm thấy là nó phù hợp với nó phù hợp với cái màu sắc của nó ha. Thì cái độ chồng lớp của nó thì hạn chế, và độ pha màu của nó cũng rất là hạn chế. Mình cảm thấy nó rất là phù hợp cho những bạn họa sĩ mà dùng để là ký họa hoặc là phác thảo thì nó sẽ tốt hơn. Ở đây thì mình tả về cái mắt kính của bạn này. Thì cái mắt kính của bạn này mình dùng màu 3 màu tím ha, từ màu tím đậm cho tới màu tím nhạt. Thì ngoài ra mình có màu xanh, màu xanh lam, rồi màu đen, màu nâu, màu trắng, để mình tả cái vùng sáng tối của cái mắt kính này ha các bạn. Thank you.
mình đã sử dụng màu các màu xanh lam, ví dụ như màu xanh tím, màu xanh da trời, màu xanh nước biển, màu xanh lam, màu xanh nhạt, và màu mình sử dụng màu trắng để đẩy lên những vùng sáng của da, và màu xanh tím để cho những vùng tối. Cảm ơn các bạn đã đón xem cái video này. Thì hy vọng là các bạn sau khi xem được cái video này thì mình sẽ chọn cho mình được một cái sản phẩm bút chì màu ưng ý và hợp với giá tiền của mình. Ngoài ra thì chúc các bạn sẽ thành công trong một vài tả chân dung của một nhân vật hoạt hình nào đó. Chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn. Nếu thấy video của mình hữu ích thì cho mình xin một like, một subscribe và chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.